Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Một câu chuyện của Azir. Tướng nào trong Liên Minh Thoại cũng có một khởi nguyện, và đây là câu chuyện của Azir. Báo tố và Jun Samar. Đa số các vị tướng phát triển cuối cùng cũng sẽ tìm được cho mình một chỗ đứng trên đấu trường công lý. Nhưng không phải tất cả, và ngay cả những tướng kém may mắn ấy cũng đã tạo cảm hứng cho những thiết kế trong tương lai. Hydrosao là một trong những vị tướng như vậy. Well là một pháp sư hệ thủy được phát triển trong giai đoạn beta của Liên Minh. Ông ta có khả năng triệu hồi bão, lốc xoáy và cả tá thứ ẩm ướt khác. Nhưng đáng buồn là ông ta cần quá nhiều hiệu ứng và hình ảnh, và công nghệ Liên Minh thời đó thì hoàn toàn không đủ để đáp ứng. Cuối cùng thì Well đã bị hủy bỏ trong quá trình phát triển. Nhưng một vài năm sau đó, khi công nghệ phát triển, Well đã tạo cảm hứng cho những vị tướng mới với cái tên Seth Foxcat. Nếu so sánh Seth với Well thì cơ bản đó là một vị tướng duy nhất, nhưng thay vì điều khiển nước, đó sẽ là cát. Các hoạt cảnh của Seth. Seth là một kẻ khao khát biến mọi thứ thành sa mạc và lan truyền sức mạnh của Surima trên khắp các lục địa. Trong trò chơi, các kỹ năng của hắn để lại một đống cát trên bản đồ. Trong vài phút khi tung một kỹ năng trúng kẻ địch đang đứng trên cát, nó sẽ gây ra một hiệu ứng như tăng tầm hoặc cất tung chẳng hạn. Seth thậm chí còn có thêm một người bạn đồng hành nữa cơ. Một con run đất sa mạc khủng khiếp thi thoảng sẽ tấn công những kẻ địch xấu số bên trên. Nhưng không lâu sau, Seth lại rơi vào bế tắc trong khâu phát triển. Thêm nhiều hiệu ứng khiến cho các máy tính cấu hình thấp gặp khó khăn. Để khắc phục, thời gian tồn tại của đống cát bị giảm dần đến mức không thể chấp nhận được. Và cuối cùng thì ý tưởng về trò giải cát này đã bị loại bỏ. Chúng tôi không thể đưa thêm một thiết kế nào như vậy cho người chơi được, Kosh nói. Nhưng tôi vẫn khá buồn vì ý tưởng này thật sự khá thú vị. Seth từng có một chiêu cuối triệu hồi bàn tay cát và dập đối phương lại với nhau. Khi Seth mất trò giải cát, hắn trở thành một mớ hỗn độn khi các kỹ năng không còn được liên kết lại với nhau bởi cơ chế đó nữa. Winban nhận lại công việc phát triển, nhưng cũng nhanh chóng bị rối loạn bởi sự mơ hồ về tính chất của cát. Anh ta trở nên chán nản và không muốn làm việc với nó nữa. Ý tưởng về pháp sư Seth tưởng chừng như bị hủy bỏ. Cát linh động thiết kế nhân vật cho Seth giờ đây lộn xộn y hệt như lối chơi của hắn vậy. Từ khi Seth không còn giải cát trong game nữa, hình tượng kẻ mở rộng sa mạc của hắn cũng trở nên vô nghĩa. Sự thay đổi trong bộ kỹ năng khiến nhà thiết kế phải nghĩ ra một danh tính khác cho hắn. Kết quả là hắn được thay đổi, Seth giờ trở thành hoàng đế bị lãng quên của Surima. Thay đổi này cũng giúp cho các họa sĩ và người viết truyện có thể khai thác thêm một vùng đất bị lãng quên, sự kiện Surima. Seth giờ là Aeria, là hoàng đế cuối cùng trước khi triều đại Surima sụp đổ. Nhưng chính xác thì ông ta có vai trò trong sự sụp đổ của triều đại. Những ý đồ xấu xa của ông ta đã dẫn đến sự sụp đổ. Hay ông là một trong những vị vua tốt nhưng lại mắc phải một sai lầm đắt giá. Lựa chọn thứ hai có vẻ phức tạp và hay ho hơn. Và Azir bắt đầu được thiết kế lại từ góc nhìn này. Hình tượng của Azir được thiết kế lại từ một con quái thú trở thành hình dạng người. Hình dạng mới của hoàng đế được lấy ý tưởng từ các thần thoại Ai Cập. Điều này có vẻ phù hợp hơn vì hai vị tướng trước đó của Surima cũng được lấy ý tưởng như vậy. Nasus được lấy cảm hứng từ thần Anubis, trong khi Rereton là Sobek và Aegir đó là thần mặt trời Ra. Ra là một vị thần đầu đại bàng quyền năng thường đứng cạnh đĩa mặt trời, thứ giờ đây sẽ là biểu tượng của Surima. Surima trỗi dậy từ cát bụi, lính đâu tiến lên. Aegir đã có một câu chuyện và diện mạo mới, giờ đây cần thêm một ý tưởng mới mẻ nào đó cho bộ kỹ năng của ông ta. Lấy cảm hứng từ cương vị hoàng đế của ông ta, một bức tranh về Aegir đã được vẽ ra. Đó là bước ngoặt trong khâu thiết kế. Aegir sẽ triệu hồi linh cát, phát thảo ý tưởng cho Aegir. Sau đó mọi thứ cứ diễn ra trôn chảy hơn từ một số thứ. Lúc đó thì gọi linh cát là một trong những kỹ năng của Aegir, cùng với bàn tay cát là một trong những cối xoay gió tử thần vừa được thiết kế. Đó là một trong những cái trụ được triệu hồi và bắn laser ra bốn hướng. Nhưng khi Kaelin, nhà phát triển thứ tư và cuối cùng của Aegir, nhận lại dự án này, anh ta đã nhận ra rằng bộ kỹ năng cũ của Aegir không còn phù hợp. Nhưng thay vì để mặc cho Aegir trong cát bụi, đội phát triển đã cố hình dung lại bằng những thiết kế, phác họa và ý tưởng trong game. Hình tượng nhân vật lính cát và hoạt ảnh lướt đi của chúng và cối xoay gió tử thần. Trước khi biết tạo ra đĩa mặt trời, Aegir đã xây dựng những cối xoay gió tử thần. Trong vòng 3 ngày, các nhà phát triển làm việc theo từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ cố gắng xây dựng lại Aegir từ đống hỗn độn. Và khi ý tưởng được chia sẻ với nhau, mọi người đã tìm được một suy nghĩ chung.
Lính cát là mấu chốt của vị tướng này, kể cả trong lối chơi hay những hình tượng nhân vật. Mọi thứ khác về Aegir đều đã lỗi thời, ngoại trừ đám lính chúng tôi biết là phải tập trung vào chúng. Cuối cùng thì cũng đến lúc Aegir, hoàng đế của Surima trỗi dậy. Quân lệnh đã bàn thiết kế một vị tướng xung quanh lính cát, có nghĩa là sẽ phải bỏ lại ý tưởng về pháp sư cát. Thay vào đó, ông ta sẽ trở thành một kẻ triệu hồi. Đây là một vị tướng phát triển khá mạo hiểm bởi nó vẫn chưa được khám phá nhiều. Đội phát triển đã phải xem lại Raira, Manzaha và Hemadiger để hiểu những gì trong bộ kỹ năng chúng là tốt và thứ gì là không tốt. Bọn đệ tự động tấn công trụ của Hemadiger thì không tương tác tốt cho lắm. Bọn có hành vi được định sẵn như đám bọ của Manzaha thì có vẻ không vui, và đa số các kỹ năng gọi đệ sẽ tạo ra một vùng kiểm soát khó chịu cây của Raira nên cần có sự đánh đổi. Tất cả những con đệ trước đây đều có thể tấn công và ngăn cản những kỹ năng định hướng. Một đội phát triển đã tiếp cận theo một hướng khác, lính cát của Aegir sẽ không thể bị tấn công và cũng không tự ý hành động. Thay vào đó, chúng sẽ được điều khiển trực tiếp bởi người chơi Aegir. Bộ kỹ năng sau đó trông khá giống với bộ kỹ năng của Aegir hiện tại, nhưng vẫn còn một khác biệt khá lớn. Aegir sẽ tự tay tấn công mục tiêu trước khi bọn lính hùa theo. Trong thử nghiệm, Kos đã nảy ra ý kiến: thứ này có vẻ tuyệt, nhưng liệu sẽ tốt hơn nếu Aegir chỉ cần ra lệnh cho đám lính tấn công thôi. Và trong một khoảnh khắc đó, chúng tôi ồ lên: trời ạ, đó chính là vị tướng của chúng ta. Khi chơi Aegir, bạn chính là hoàng đế, bạn tạo ra quân đội của mình và mọi thứ bạn cần là chỉ huy chúng. Aegir không phải tấn công, ông chỉ việc chỉ tay vào mặt bạn và bọn lính sẽ đâm bạn đến chết. Bài học từ hoàng đế không phải giấu giếm, Aegir là một trong những vị tướng, đúng hơn là vị tướng khó nhằn nhất trong vài năm ở lại đây. Chúng tôi sửa lỗi cho ông ta cả tháng trời sau khi ra mắt. Một phần là chúng tôi phải phân chia nhân lực cho sự kiện Surima diễn ra cùng thời điểm. Lập trình cho Aegir thật sự phức tạp, và ngay cả khi đến ngày diễn ra sự kiện thì ông ta vẫn gặp vài vấn đề. Nhưng vì Aegir là trung tâm của sự kiện Surima nên chúng tôi đành phải ra mắt ông ta luôn. Kể từ đó, đội phát triển tướng rất ít khi đưa ra một hạn chót cho bất cứ thứ gì, bởi bạn sẽ chẳng biết vấn đề gì có thể phát sinh trong quá trình phát triển. Và chúng tôi không muốn đưa ra một vị tướng lỗi tùm lum như thế nữa. Bên cạnh những vấn đề về kỹ thuật, cân bằng Aegir cũng là một vấn đề khó khăn, bởi đặc thù bộ kỹ năng của ông ta cực kỳ khó chơi. Bởi bình thường thì một cú nhấp chuột phải sẽ khiến cho bạn tấn công không phải đám lính, và làm quen với điều này không hề dễ dàng. Dù để phát huy được sức mạnh thực sự của Aegir cần nhiều điều kiện phức tạp, nhưng các cao thủ sẽ nhanh chóng tìm ra nó thôi. Nói cách khác, nếu bạn bấm đúng nút, Aegir cực kỳ bá đạo, còn không ông ta sẽ siêu phế. Còn giờ thì kiểu gì cũng phế luôn, thời mà Aegir còn bá đạo. Một trong những lý do mà Aegir trở nên độc đáo là vì trong lúc ông ta được phát triển, lượng tướng được sử dụng trong đấu chuyên nghiệp đang dần bị thu hẹp. Các nhà phát triển nghĩ rằng đó là do các điểm mạnh và các điểm yếu giữa các vị tướng bị chênh lệch quá rõ ràng, nên trong năm 2014 họ đã quyết định tạo ra một vị tướng siêu độc đáo. Là một thành công nhưng phải trải qua một cái giá khá đắt trong công việc cân bằng dài hạn. Còn Aegir, trong tương lai, ông sẽ được chỉnh sửa, dễ sử dụng hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.